Myanmar ngừng bắn gần 4 tháng để chống dịch COVID-19. Dịch COVID-19 kích hoạt làn sóng phá sản của một loạt hãng bán lẻ tại Mỹ. Đại dịch COVID-19 tạo đà mới thúc đẩy công nghệ điều khiển bằng giọng nói. Thưa quý vị, chính phủ của tân thủ tướng Iraq sẽ trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên đường phố xảy ra ở nước này cách đây vài tháng, ngoại trừ những trường hợp dính líu tới các vụ gây chết người. Trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình, tân thủ tướng Mustafa al-Kadhimi cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm những người có liên quan và đền bù cho hơn 550 người thiệt mạng. Ngoài ra, tân thủ tướng Iraq nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ nỗ lực phục vụ nhân dân Iraq, bảo đảm các điều kiện an toàn để tiến hành các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch. Hôm qua, quân đội Myanmar tuyên bố một giai đoạn ngừng bắn kéo dài gần 4 tháng nhằm giúp phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận 178 ca nhiễm và 6 ca tử vong do đại dịch. Lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 10 tháng 5 đến 31 tháng 8 sẽ được áp đặt tại một số khu vực, ngoại trừ những nơi các tổ chức vũ trang được chính phủ cho là khủng bố hoạt động. Các tổ chức vũ trang sắc tộc được khuyến cáo tuân thủ 4 nguyên tắc trong nguyên tắc hòa bình, gồm 6 điểm của Tổng tư lệnh các quân chủng quốc phòng, bao gồm giữ vững cam kết đối với các thỏa thuận, tôn trọng pháp luật hiện hành, tránh sử dụng sai thỏa thuận hòa bình và không đặt gánh nặng lên người dân địa phương. Quân đội Myanmar cũng kêu gọi các tổ chức vũ trang sắc tộc có trách nhiệm và kiềm chế nhằm tránh xung đột. Quân đội sẽ hành động nếu có bất kỳ sự vi phạm nào. Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu EU cùng gặp khó khăn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong thông điệp gửi phái đoàn EU ở Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp ngày châu Âu, ngày đánh dấu hòa bình và thống nhất tại châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý rằng kẻ thù chung của hai bên là SARS-CoV-2 đe dọa không chỉ sức khỏe mà còn sự thịnh vượng, trật tự xã hội và quan hệ con người. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước EU nên chung sức trong mọi lĩnh vực và tư cách thành viên đầy đủ của Ankara trong EU sẽ mang đến một tầm nhìn bao quát hơn cho liên minh này. Sau 73 ngày không có ca mắc COVID-19 mới, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc vừa ghi nhận một ca mắc có nguồn gốc nội địa trong cộng đồng. Bệnh nhân là nữ, 45 tuổi, làm việc tại tiệm giặt là. Đến thời điểm hiện tại, thì 18 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly. Do bệnh nhân đã không rời khỏi tỉnh hay tiếp xúc với những người nhập cảnh mắc COVID-19, nên giới chức địa phương đang nỗ lực truy tìm nguồn gốc lây nhiễm. Đồng thời, giới chức thành phố Thư Lan đã quyết định nâng mức cảnh báo dịch bệnh từ thấp lên trung bình, đình chỉ các tuyến xe buýt, cũng như cấm xe buýt, taxi ra vào thành phố, tăng cường các biện pháp xét nghiệm và cách ly. Năm 2020 chưa đi được một nửa chặng đường, nhưng các vụ phá sản đã bắt đầu tăng tốc, đặc biệt là trong ngành bán lẻ ở Mỹ. Có thể nói đại dịch COVID-19 là một giọt nước làm tràn ly khi các chuỗi cửa hàng bán lẻ gặp rất nhiều khó khăn trong một thời gian dài. Sau vụ tập đoàn thời trang J.Crew và thương hiệu thời trang nữ Madewell phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản, thì mới đây nhất, một hãng bán lẻ lâu đời và nổi tiếng về độ xa xỉ ở Mỹ là Neiman Marcus cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chuỗi cửa hàng bách hóa xa xỉ của Mỹ Neiman Marcus là cái tên mới nhất đã buộc phải nộp đơn xin phá sản tại Tòa án Liên bang Houston và cho biết họ đã đạt được các thỏa thuận với các chủ nợ về khoản vay 675 triệu đô la để tái cơ cấu doanh nghiệp trong lúc hoàn thành các thủ tục. Doanh nghiệp của chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng trước COVID-19. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, dịch bệnh khiến tình hình chệch khỏi quỹ đạo và đây là lúc để thiết lập lại cấu trúc tài chính. Tôi nghe nói họ đã gặp rắc rối trong một thời gian dài và thật buồn khi điều này xảy ra bởi vì đây là một thương hiệu lâu đời và nổi tiếng. Trước đó, chuỗi bán lẻ J.Crew cũng đã buộc phải đóng cửa và trở thành nhà bán lẻ lớn đầu tiên tại Mỹ đệ đơn phá sản. Trong vài năm gần đây, J.Crew phải đối mặt với một khoản nợ lớn, cùng với đó là hoạt động mua sắm bị đình trệ do sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử và gần đây nhất là đại dịch COVID-19. Theo Moody, J.Crew có doanh thu hàng năm khoảng 2,5 tỷ đô la, nhưng tính tới tháng 2 năm nay chỉ còn 93 triệu đô la. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với rất nhiều hãng. Hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn
Vì vậy, đây sẽ là một sự sắp xếp lại và sau đó khi đại dịch kết thúc, hy vọng thương hiệu này sẽ hồi sinh. Có nhiều lý do khiến các hãng lớn gặp khó khăn trong thời điểm hiện tại. Thứ nhất, do các mặt bằng cửa hàng quá lớn, họ cần thu hẹp các không gian trưng bày để tiết kiệm trong chi phí bán lẻ hiện tại. Thứ hai, các sản phẩm của họ không gần gũi hơn với giới trẻ, với khách hàng là nữ giới. Và hơn hết, họ cần đánh giá lại nhân sự tại các chuỗi cửa hàng. Trong nhiều năm qua, họ đã cắt giảm nhân sự, nhưng rõ ràng vẫn còn chỗ cần cắt giảm. Các nhà bán lẻ khác như JC Penney, Saks Fifth Avenue, Lucky's Market cũng đang chịu áp lực, nộp đơn phá sản sớm hơn họ dự tính. Kịch bản nhiều doanh nghiệp trong ngành bán lẻ đang phải đối mặt đó là chi phí tài chính lớn, cùng với chi phí thuê mặt bằng trả liên tục, trong khi chưa biết thời điểm có thể kinh doanh bình thường trở lại, cũng như việc khôi phục sức mua như trước khi có dịch. Thưa quý vị, công nghệ điều khiển bằng giọng nói ngày càng lên ngôi ở thời điểm cả thế giới đang hạn chế mọi sự tiếp xúc trực tiếp do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Các hệ thống kích hoạt bằng giọng nói như trợ lý Google, Amazon Alexa và Siri của Apple đều có sự tăng trưởng mạnh trong vài năm gần đây và đại dịch COVID-19 có thể thúc đẩy điều này mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ trả lời các câu hỏi truy vấn hay hỗ trợ mua sắm, các trợ lý giọng nói còn được sử dụng để điều khiển các thiết bị gia dụng thông minh và hỗ trợ các ứng dụng y tế và kinh doanh, những lĩnh vực phù hợp với công nghệ điều khiển bằng giọng nói trong bối cảnh con người đang hạn chế tiếp xúc cá nhân. Hôm nay, mùng 10 tháng 5, nhân ngày của mẹ, Google Doodle đã cho phép người dùng tự tạo một tác phẩm ý nghĩa ngay trên trang chủ Google để có thể gửi đến mẹ một tấm thiệp, một lời chúc ý nghĩa và những tình cảm chân thành nhất từ những người con đến mẹ của mình trong mùa dịch COVID-19. Doodle cho phép người dùng thiết kế thiệp chúc mừng tùy chỉnh với rất nhiều biểu tượng, hình vẽ đáng yêu có sẵn. Sau khi hoàn thành, người dùng có thể ấn gửi trực tiếp cho mẹ bằng nhiều cách thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từ tuần tới, Mỹ sẽ bắt đầu thu mua nông sản, thịt và các sản phẩm bơ sữa cho nông dân trị giá 3 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh số người thất nghiệp tại Mỹ đang tăng cao. Trong thông báo đăng tải trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, bắt đầu từ tuần tới, Mỹ sẽ mua của nông dân, các chủ vườn và các trại gia súc, các sản phẩm bơ sữa, thịt và nông sản để cung cấp cho các chương trình phân phát lương thực từ thiện. Đại dịch COVID-19 đang đe dọa đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực, khiến nhiều người mất việc làm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực toàn cầu. Trong tình cảnh đó, thì một giải pháp mới đã được các chủ trang trại tại Mexico lựa chọn nhằm tránh ngắt quãng chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh của mình. Dịch COVID-19 đã buộc nhiều quốc gia phải bế quan tỏa cảng. Cách ly đã làm sụt giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm từ phía các nhà hàng và người tiêu dùng, khiến nông dân bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí một số người cho rằng việc vứt bỏ cây trồng còn kinh tế hơn việc duy trì sản xuất. Chúng ta đã chứng kiến một sự sụt giảm nhu cầu lớn. Thói quen và hành vi của người tiêu dùng thế giới đang thay đổi trước các lệnh hạn chế. Nguồn thực phẩm cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn cũng vì thế mà biến mất. Ngoài ra, còn một khó khăn khác đó là tình trạng thiếu nhân công. Việc các nhà máy chế biến thịt tại Mỹ đóng cửa và các nông dân vứt bỏ nông sản ngoài đồng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các nước nhập khẩu như Mexico. Để thích ứng với tình hình và nâng cao năng suất sản xuất trong nước, các trang trại tại Mexico đã thuê các nhân công bị thất nghiệp trong các lĩnh vực khác khi mà nguồn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp bị thiếu trầm trọng. Tôi làm việc ở đây phụ thuộc vào những việc cần làm trong một ngày. Tôi làm những công việc vặt như tỉa cây, đặt chậu cây. Công việc này đã giúp tôi trả những hóa đơn, giúp tôi trang trải cho cuộc sống. Hàng loạt quốc gia áp dụng biện pháp phong tỏa để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan, từ đó tạo ra nhiều thách thức lớn cho ngành nông nghiệp, khiến các trang trại phải đối mặt với nguy cơ thiếu lao động nghiêm trọng, nhân lực giá rẻ gặp rào cản. Sự gián đoạn nguồn cung lao động này dẫn đến ngành nông nghiệp được dự báo sẽ tự động hóa nhiều hơn để giảm phụ thuộc vào lao động nhập cư và lao động thời vụ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.